Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị cáo vụ án Sakri qua đời, liệu Lê Thanh Hải có liên quan hay không. Ông Lê Thanh Hải có rất nhiều sai phạm, tuy nhiên có hai sai phạm lớn mà ông Trọng có thể khai thác được. Thứ nhất, đó là sai phạm liên quan đến vấn đề đề bạt em ruột Lê Tấn Hùng nắm giữ tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sakri, và thứ nhì là sai phạm tại Thủ Thiêm. Những vụ án liên quan đến những nhân vật lớn thường hay xảy ra những cái chết rất bí ẩn. Đó là một phần của trò chơi vương quyền trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể kể ra cái chết bất ngờ của những người như ông Phạm Quý Ngọ vào năm 2014, Trần Bắc Hà vào năm 2019 và rất nhiều những cái chết khác. Những cái chết đó có thể nói là rất mờ ám. Nó đến rất kịp thời để chạy tội cho những nhân vật quan trọng khỏi bị vướng vào vòng lao lý hơn. Đây là hình ảnh tin ông Nguyễn Thành Mỹ qua đời. Vụ án sai phạm tại Sakri có liên quan đến em ruột ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng. Vụ án này được khởi tố vào tháng 7 năm 2019 do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra. Khi đó, người dân hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tóm được ông Lê Thanh Hải sau vụ bắt bớ này. Nhưng cho đến nay thì thực tế đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp bế tắc ở đầu mối. Át hẳn phải có sự chống đối rất mạnh từ bên trong thì vụ án mới dây dưa kéo dài lâu đến như vậy. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng bắt Trần Bắc Hà để khai thác về ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cuối cùng thì Trần Bắc Hà cũng bị chết bí ẩn trong tù. Vậy thì liệu cái chết của một bị can đang trong thời kỳ điều tra lần này có liên quan đến những bàn tay mờ ám như thế hay không? Đó là vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm và bàn luận. Nguyễn Thành Mỹ là đầu mối khui ra vụ án này cũng được đưa thông tin đăng tải. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an, thì Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại Điều 219 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Vụ án sai phạm của Sakri thuộc phạm vi và quyền hạn điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bất ngờ Bộ Công an Việt Nam đã nhúng tay vào là một trường hợp rất bất thường. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, Bộ Công an đã cho khám xét nơi ở của Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963, nguyên tổng giám đốc, cư trú tại số 22, Trương Định, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm 1959, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch và đầu tư, cư trú tại số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, cả Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ đều không có bệnh tật gì đặc biệt. Được biết, vai trò của Nguyễn Thành Mỹ rất quan trọng, đó là đầu mối để khui ra sai phạm của Lê Tấn Hùng và xa nữa là những sai phạm của ông anh trai Lê Tấn Hùng, tức Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Mỹ là đầu mối quan trọng để Bộ Công an điều tra vụ án. Như vậy thì lý do vụ án Sakri lâu nay chưa xong thì giờ làm cho người ta cũng rõ phần nào. Đấy là đầu mối khai thác sai phạm được ra khỏi trại giam để tại ngoại. Đây là một kết quả như mơ đối với Lê Tấn Hùng và cả Lê Thanh Hải nữa. Chỉ cần Hùng chối và đổ lỗi thì công an khó mà khai thác được nhiều. Còn nhớ vụ án Vinalines cách đây 6 năm, Phạm Quý Ngọ chết là vụ án bị đình chỉ giải thoát tội cho biết bao nhiêu người ở tầng trên cao hơn nữa. Hay như vụ án ông Trần Bắc Hà cũng như vậy. Ông Bắc Hà đã chết thì con đường khai thác sai phạm của ông Nguyễn Tấn Dũng ở thế ngân hàng xem như bế tắc. Và tất nhiên vụ án Sakri cũng vậy. Ba cái chết bất thường này đều được chính quyền thông báo nạn nhân chết vì bệnh. Không có bằng chứng nào bị thuốc hay đầu độc cả. Nhưng người ta vẫn tin đó là những cái chết không phải do bệnh tự nhiên vì tính kịp thời giải cứu những nhân vật cao cấp của nó. Cái chết không rõ ràng cũng được đưa ra. Theo nguồn tin mà báo chí nhà nước Việt Nam xác nhận, ông Nguyễn Thành Mỹ, bị can, đang trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Sakri, đã qua đời khi đang được tại ngoại. Về chức vụ thì ông Nguyễn Thành Mỹ vốn là phó phòng kế hoạch đầu tư của công ty Sakri dưới thời Lê Tấn Hùng làm Tổng Giám đốc. Ông Mỹ bị khởi tố và bắt giam cùng với ông Lê Tấn Hùng vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Cùng với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí. Điều đáng nói là ông Mỹ nếu có bệnh
thì trước khi bị bắt tại sao không nghe báo chí nói đến điều này? Trong trại giam, ông Mỹ đã ngã bệnh lúc nào và sao không thấy báo chí cũng nói đến? Và ông Mỹ được ra khỏi trại giam về nhà chữa bệnh lúc nào báo chí cũng không hề miêu tả. Đó là những câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho thấy cái chết của Nguyễn Thành Mỹ có gì đó không được rõ ràng. Được biết cũng như bị bắt giam như Nguyễn Thành Mỹ, nhưng trường hợp của ông Nguyễn Đức Trung xin tại ngoại chữa bệnh cho báo chí thông tin rất đầy đủ, trong khi trường hợp của ông Mỹ là bí mật không ai biết. Hôm nay ông Mỹ bất ngờ chết thì báo chí mới nói một câu rất gọn lỏn như sau. Được biết sau đó ông Mỹ bị bệnh nên được tại ngoại chữa bệnh cách đây ít lâu, thế là xong. Trước khi các quyết định khởi tố, thanh tra thành phố cũng đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót và sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, sử dụng tài chính và thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại Sacri. Trong đó, sai phạm về quản lý đất đai xảy ra từ các nhiệm kỳ trước, còn sai phạm quản lý điều hành thuộc về ông Lê Tấn Hùng. Ngoài tội danh trên, ông Hùng còn bị điều tra thêm tội tham ô tài sản. Cụ thể, ông Lê Tấn Hùng có những sai sót trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn, tham mưu thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động. Thiếu sót và sai phạm trong đầu tư dự án, khai thác và sử dụng đất và các mặt bằng nhà đất được giao và sử dụng tài chính và các khoản vay. Bên hình ảnh, liệu ông Lê Thanh Hải có liên quan gì đến cái chết của Nguyễn Thành Mỹ hay không? Đấy là những gì thanh tra thành phố dưới thời ông Nguyễn Thiện Nhân đã làm. Ông Nhân làm thế chỉ vì áp lực từ Trung ương, chứ chưa thực sự ông Nhân không dám làm. Với tầm nhìn ông Nguyễn Thiện Nhân thì không thể bắt được Lê Tấn Hùng và đồng phạm vì gặp trợ lực rất lớn từ bàn tay của Lê Thanh Hải. Chính vì vậy mà Bộ Công an mới vào tận Sài Gòn để bắt người mang ra Hà Nội điều tra, nhưng cuối cùng lại để cho đầu mối quan trọng chết trong lúc hồ sơ còn đang dang dở. Vậy liệu cái chết của Nguyễn Thành Mỹ có gây cho ông Trọng bế tắc về vấn đề điều tra hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri rất quan trọng với Bộ Công an. Vào năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa vụ án này vào nhóm đại án và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ giám sát đặt chặt chẽ. Có lúc dư luận đặt câu hỏi liệu đảng ta sẽ thịt hay tha đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Tổng Bí thư, kiêm bí thư của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay không, thì đủ biết nó quan trọng với ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Và vào tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng lại cho Nguyễn Văn Nên thay thế cho Nguyễn Thiện Nhân làm bí thư Thành ủy như đã nói lên tất cả điều đó. Thời gian một năm rưỡi điều tra không xong thì vụ án cũng đủ thấy vấn đề trắc trở trong công tác điều tra rồi. Nếu chỉ khoanh vùng những sai phạm do chính lãnh đạo của Sacri gây ra thì chắc chắn Bộ Công an đã kết thúc vụ án này từ lâu. Vấn đề ở đây là tìm kiếm những mối liên hệ có thể dẫn dắt để bắt được Lê Thanh Hải vẫn chưa được thực hiện. Và những thông tin như vậy cũng đủ cho thấy cái chết của ông Nguyễn Thành Mỹ sẽ dẫn đến hồ sơ điều tra bị gãy và quá trình điều tra ắt phải gặp bế tắc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khó lòng mà bắt được Lê Thanh Hải sau cái chết của ông Nguyễn Thành Mỹ. Sacri là một trong những doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng giống như Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Tạo IPC. Thế nhưng công ty IPC thì công an thành phố còn xử lý, còn công ty Sacri lại bị Bộ Công an xử lý. Việc ông Trọng nóng lòng đưa quân vào miền Nam đánh Lê Thanh Hải ấy đã làm nên rứt dây động rừng. Ông Lê Thanh Hải đã chuẩn bị kỹ và dù ở Hà Nội có khai thác như thế nào thì kết quả vẫn là bế tắc. Không biết cái chết của ông Nguyễn Thành Mỹ có liên quan gì đến ông Lê Thanh Hải hay không, nhưng rõ ràng qua cái chết của ông này, việc bắt ông Lê Thanh Hải đền tội sẽ ngày một khó khăn hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Phú Trọng có cách giải quyết nào để bắt được Lê Thanh Hải hay không? Ông Trọng là người đa mưu túc kế. Ông đánh ai, ông cũng đánh từ nhiều hướng, chứ không phải đánh một hướng. Để đánh Lê Thanh Hải, ông ta đã dùng hai mũi giáp công. Thứ nhất là sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri, với đối tượng chính là em ruột Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng. Mũi thứ hai là sai phạm tại Sadeco thuộc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Tạo IPC, với đối tượng chính là đệ ruột của Lê Thanh Hải là Tất Thành Cang. Hiện nay liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho ông Nguyễn Văn Nên xử lý, và qua những ngày vừa rồi cho thấy Nguyễn Văn Nên đã xử lý rất quyết liệt, rất được lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh báo Tiền Phong nhắc khéo ông Lê Thanh Hải. Vào ngày 12 tháng 1 vừa qua, tờ báo Tiền Phong đã có bài viết cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang khai gì với cơ quan điều tra, như là một thông điệp gửi cho ông Lê Thanh Hải rằng rất có thể
những lời khai của Tất Thành Cang sẽ dẫn đến việc bắt giữ Lê Thanh Hải chứ không đơn giản. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Đinh La Thăng thì cũng chỉ dựa trên một tội danh, nhưng khi bắt rồi, hiện tại thì ông Đinh La Thăng sẽ ra tòa đến 3 lần và sắp tới sẽ ra tòa lần thứ 4. Với Tất Thành Cang thì cũng như vậy. Khi bắt giữ thì nguyên nhân sai phạm ở Sadeco, nhưng đó là tội nhỏ. Tội lớn là sai phạm tại Thủ Thiêm đang chờ Lê Thanh Hải. Như vậy, qua cái chết của ông Nguyễn Thành Mỹ cho thấy Nguyễn Phú Trọng có thể bị bế tắc hướng này, nhưng qua vụ bắt Tất Thành Cang cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang tấn công Lê Thanh Hải ở hướng khác. Và chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến tới đâu và bao giờ ngã ngũ, và liệu ông Nguyễn Phú Trọng có bắt được Lê Thanh Hải hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021, với bản tin bị cáo vụ án Sacri qua đời, liệu Lê Thanh Hải có liên quan hay không. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.